cô, bánh này là bánh gì vậy cô? Thái cơ. Dạ. Bánh ống. Bánh ống. Là mình đổ nó ra làm sao cô? Dạ. Chưa chín. À, nó còn sống hả cô? À, làm ra cho giống vậy đó hả cô? Nhiều cái hả cô? Cô bao nhiêu một cái vậy? 10 ngàn. Thôi em ăn đi, ăn thử cho cô. Lấy con cá. À, chúc cô bán đắt nha cô. Rồi, cảm ơn nha. Má làm chưa có chín không? Thì mình nói về rượu của mình đặc sản luôn nè. Rồi nếu mà trái cây đặc sản luôn. Để mình nóng lắm. Để của mình là nãy giờ mình quay cho cả nhà yêu xem hết rồi. Đây, chúc cả nhà yêu to một ngày thật là vui vẻ nhé. Hẹn gặp cả nhà với những clip tiếp theo của lễ hội dừa năm 2019.